Hello, chào tất cả anh em nha. Thì bữa nay mình sẽ test một cục IC diêm lùn 99. Cục này hàng cam nha anh em. Còn chưa vệ sinh, không nứt nẻ gì nha. Mình hàng này mình lựa rồi, không có nứt nẻ gì nha anh em. Giờ mình sẽ test với kết hợp bộ ba nha. IC diêm lùn 99 với mô bin sườn MD 50. Dạ, bình xăng full chờ 1. Thì anh em sẽ xem garanti nó như thế nào nha. Giờ mình sẽ test. Đây các bạn, mình đang test bộ ba nha các bạn. Đang đi full bộ ba zin là bình phu. Bình phu ha, bình phu chờ zin. Garanti thì cực dễ thương luôn, cực kỳ dễ thương luôn anh em nghe nè. Anh em thấy không? Và đang đi phối với IC quay thái 110 zin mô bin sườn MD 50 cho ra một cái cho băng ti nè anh em nè. Đó anh em thấy không, ra cực nhuyễn. Giống như mấy cái bộ này anh em phải biết phối ha, mình phối vô nó đúng bộ thì nó cái ga nó cái garanti thì nó rất là nhuyễn nè. Mình đi xa ra nhà mình chọn, giờ mình chọn nhỏ xuống cái đi nha. Đó anh em, garanti anh em, có anh em nào nghe không, nghe bộ e nó sẹt sẹt đúng không? Giờ mình đẩy cái bộ e là luôn. Rồi cái bình này quá vip rồi anh em ơi. Đó, có anh em nào nghe được cái tiếng máy nổ không? Đây là giờ mình nẹt lên cái nha. À, anh em thấy không? Cực kỳ nhuyễn luôn. Thì những cái bình này á, là mình bán với giá là 850.000 nha anh em. Bao anh em ngọt ngào. Thì mình nói anh em nghe vậy nè, là bộ ba này cho ra garanti là cực nhuyễn nha anh em. Thì bình này mình bán với giá là 850.000, là bình này mình đã chọn cho anh em sẵn là bình là bao ok. Rồi mô bin sườn MD 50 thì mình bán 320 cục. IC này mình bán giá là cục này là 450, IC quay thái 110 450 cục. Đây anh em, kết hợp mình nổ máy nghe ha. Máy nổ cực kỳ nhuyễn nha anh em. Đó, anh em thấy không, máy nổ thì cực kỳ nhuyễn. Thì cái điện ôm mà mình đo cái hàng MD 50 á thì nó được 13 kg nha anh em. Điện chở á, 13 kg. Cây bình xăng đây. Giờ mình sẽ test ra bình này. Giờ mình sẽ test bình này nha anh em. Bình diêm lùn 99 bao đẹp. Thank you.
À, giờ mình test bên này đi ha, chim lùn 99 nè anh em nè. Cái bình này là găng ti là anh em khỏi chơi ngay. À, này thấy không, găng ti là cực nhĩ nha mấy bình này đó. À, anh em thấy không, đây găng ti nè, mấy cái bình này găng ti cực ghê luôn anh em.
Đây có mã số nè. G28. Đó, ganti đó. Mình ganti nhuyễn lắm. Về xúc rửa là đi thôi, về mình vệ sinh sạch sẽ là mình đi thôi các bạn.